Cả nhà vào thôi, bắt đầu rồi. Mình chờ tí xíu. Đông đông rồi mình sẽ vào. Đã có 12 người, 20 người. Mọi người đợi tí xíu đông đông rồi mình chia sẻ nha. Xinh quá, hello chị. Hello mọi người, Mít bấm quẻ đây. Miss Ren, Việt Nam. Đông đông rồi, 100 người rồi. Rồi, chắc bây giờ Thảo chào mọi người đi. Chia sẻ với mọi người đúng không? Khoan từ từ để đông đông rồi mình hẳn chia sẻ. Bây giờ mình phải chào hỏi, hỏi thăm mọi người trước đi đã. Nhanh quá. Tại vì mọi người cũng đoán ra được hôm nay mình làm gì rồi. Hôm bữa lúc mà mình live, hôm bữa là lúc mình đi Vũng Tàu á, mình mới live stream thôi mà mọi người nói là đập hộp sản phẩm mà. Anh Hoàng Tony nè, xin chào em gái nè. Hiện tại thì Phong đang ở nhà của Thảo, ở một nơi rất xa thành phố. Rất xa thành phố, quận Bình Tân, mà đi xuống đây lúc nào cũng mưa gió. Chắc là Thảo phải gửi lời xin lỗi với mọi người là bởi vì kỳ hôm bữa là mình định live tuần trước rồi, nhưng mà như thế nào đó thì Thảo rồi. Mọi người cũng đang rất là quan tâm. Tính ra thì Thảo về Việt Nam được bao lâu rồi nhỉ? Được tháng chưa ta? Thảo về là hôm cuối tháng 4 vừa rồi đúng không? Đúng rồi, chưa, mới có 3 tuần rồi, chưa được 1 tháng đâu. Thì Thảo có khỏe không? Thảo có khỏe không? Vậy là Thảo hơi kỳ ha. Mình đi thi là mình gặp dịch, mà mình về tới nơi mình cũng dịch luôn. Rồi, thì sau cuộc thi thì những cái hoạt động hiện tại của Thảo là như thế nào? Nói tới lại buồn. À, Thảo nói lớn lên tí xíu nè, mọi người nói là Thảo nói nhỏ quá. Mọi người nghe có rõ không ạ? Tại mọi người thông cảm nha, Thảo có một cái giọng mà mọi người ở trong công ty hay nói vui vui là cái giao diện với lại cái âm thanh nó không có liên quan đến nhau á. Nên là cái giọng của Thảo rất là trầm. Nên là Thảo phải cố gắng nói to lên nha. Rồi, mọi người đã nghe được chưa ạ? Rồi, thì hiện tại thì là công việc của Thảo, những dự án sắp tới của Thảo như thế nào, Thảo có thể chia sẻ với mọi người được không? Nghe đồn là Thảo chuẩn bị debut là ca sĩ hả? Opera là cái gì? Opera với lại bolero gấp chung với nhau đó hả? Wow. À, giọng hát bể ly, hai giọng hát rất là kinh khủng. Rồi, bây giờ ha, chắc là bây giờ bắt đầu là chúng ta sẽ chia sẻ trước nha. Ý, còn mọi người nói là muốn tìm hỏi thêm, muốn tìm thêm, ok. Thôi chắc mình cũng bật mí sơ sơ đi ha. Thì là bây giờ là như nghe nói là Thảo đang quay trở lại đầu tiên là việc học đúng không nào? À, cái này anh biết nha. Ai muốn biết thì cứ hỏi anh nha. Anh trả lời không? Người ta hỏi không? Chắc chắn là sẽ bán đứng rồi, sẽ trả lời nha. Thì ngoài vấn đề là chúng ta phải trở lại trường để học, nhưng mà cũng không được trọn vẹn là mùa này chúng ta phải học online đúng không nè? Vì dịch đúng không?
Rồi sau đó thì Thảo sẽ vẫn tiếp tục đi học tiếng Anh. Mọi người nói tiếng nhỏ quá. Mọi người ơi, Thảo nói mọi người nghe rõ không ạ? Học tiếng Anh cũng như là Thảo tính là người đi tập riêng lại. Ừ, tập tại nhà. Thảo đi thi về Thảo có bị lên ký không vậy? Không, Thảo xuống ký. Ừ, xuống ký hả? Sao vậy? Không được ăn bánh tráng trộn hả? Qua tháng này mình đi ăn món Việt Nam nha. Tìm món Việt Nam ăn. Mọi người thông cảm tí xíu tại giọng Thảo hơi trầm á, mình nói lớn lên nữa nè Thảo nè. Vẫn nhỏ hả? Vẫn nhỏ. Alo. Được chưa? Mọi người nghe rõ chưa ạ? Alo. Ừ. Thanh Thùy nè, hello anh Phong, chị Thỏ, Bé Thùy make up. Rồi chắc là bây giờ mình cùng chia sẻ đi nè, hôm nay chúng ta có gì? Hai tấm thiệp là mọi người biết cái gì rồi. Mà em phải một mí cái này là sao nè? Đây là một trong những món quà mà top 3 hàng Việt Nam 2020 nhận được. Mà đến bây giờ Thảo vẫn phải quay chiếc unbox của người xem. Bởi vì Thảo phải đi thi quốc tế cũng như là tự đủ cái lịch trình, hầu như là mọi người ai cũng đều có clip like cũng như là post hết rồi, mà bây giờ Thảo mới có. Mà người thì chưa về Việt Nam, người hoàng thì đã về ngay từ lâu rồi. Bây giờ Thảo mới sử dụng đây. Đây là cái gì? Đây là tấm thiệp à? Wow, Thảo đọc cho mọi người đi. Thân gửi Á Hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo, với mong muốn được chia sẻ và hỗ trợ Á Hậu Ngọc Thảo cho việc bảo vệ sức khỏe bản thân, công ty điện máy Aqua Việt Nam xin gửi tặng đến bạn bộ sản phẩm Aqua Pro Life. Aqua Việt Nam mong rằng với bộ sản phẩm này, bạn sẽ có thêm thời gian để lan tỏa giá trị sống tốt đẹp đến nhiều người hơn. Xin trân trọng. Mọi người thấy tấm thiệp rất là dễ thương. Được Nguyễn Lê Ngọc Thảo mình in màu vàng. Đúng vậy. Mạnh kim luôn á, hợp với Thảo luôn. Đây thiệp rất là đẹp. Và thực sự thì theo biết thì bộ sản phẩm Aqua rất là đặc biệt ở chỗ là tất cả sản phẩm đều có in hình của mình lên trên đó. Ồ vậy hả? Đúng vậy. Mình cũng phải giả bộ thôi chứ thật sự anh biết cái điều này rồi. Vì ai cũng mình bót hết. Ai cũng mình bót hết. Đây. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi vô kỳ sản phẩm ha. Ok. Sẽ là cái tủ lạnh trước. Tủ lạnh. Wow. Đầu tiên. Cao hơn em đó nè. Cao hơn em. Không mà công nhận là Aqua chọn hình rất là đẹp ha. Tại vì anh thấy là cứ mỗi lần mà các bạn unbox cái phần quà ra đó thì là hình rất là đẹp. Hôm bữa hầu như là các bạn gia đình Sen Vàng mình là hình ai cũng đẹp. Nhưng mà đẹp nhất biết hình ai không? Hình chị Dung với là anh Nam. Rồi ok. Nhưng mà dáng hình rất là đẹp nha. Ừ. Dáng rất là chắc luôn. Chị, rất là kỹ luôn á. Thử cái móng này. Rất là chắc. Không có rất là đẹp luôn. Em nghe nói là nếu mình gỡ rồi mình sẽ hư cũng bề mặt đó. À vậy hả? Ok rồi, bây giờ mình đi vô tủ lạnh nè, rất là to. Dạ, theo... đây, chắc là sẽ về ngoài trước ha. Theo được biết thì cái cửa tủ á, cửa tủ lạnh này rất là kháng khuẩn. Nếu mà mình, tay mình đang bị khuẩn, nếu mà mình chạm tủ lạnh, mình sẽ kháng khuẩn trước khi mà mình đụng vào đồ ăn ở bên trong. À, có nghĩa là nó sẽ hạn chế được cái vi khuẩn đi vào bên trong cái đồ ăn của mình mà để trong tủ lạnh đúng không? Dạ đúng rồi, và không còn lo lắng khi mà bị nhiễm khuẩn từ bàn tay và từ bên ngoài chạm thức ăn. Ừ, rồi, rồi, mình mở ra thử coi. Wow. Khá thật to. Đây là mới cống luôn đó. Chưa khui nha mọi người. Hôm nay mới khui luôn đúng không? Wow. Chưa sử dụng luôn mà. Cái này là em tha hồ đựng đồ ăn luôn á. Quá trời luôn nè. Mà thật thấy rất là chi rất là rõ. Cái phần này là để thực ăn cá. Chi rất là gì? Rõ. Rõ hay là rõ? Bên đây là để trái cây cũng như là thực phẩm rau. Còn bên đây là sẽ để thực phẩm tươi sống như thịt, cá. Ồ. Cái này em rất là thích. Nhà em là có tổng cộng là 5 người đúng không? Dạ. Cái tủ này là bao dư rồi đó? Dư, còn một cái tủ lạnh cũng. Đậu Hải Minh Anh kìa, thấy em không kìa? Thấy, em thấy chị ạ. À. Ok, cái tủ này chứa rất là nhiều đồ ăn luôn nè. Quá trời luôn, một con người bỏ vô cũng được luôn đó. Ờ, đặc biệt thì... ở rất là nè, Bích Thùy kìa. Và theo Thảo được biết thì trong tủ lạnh có công nghệ Deofest giúp hạn chế mùi trong tủ lạnh cũng như là khi mà mình để đồ ăn trong tủ lạnh quá lâu, thực phẩm hay là cá thì nó sẽ bị hơi có mùi thì tủ lạnh sẽ
hạn chế mùi đông lạnh cũng như là kháng mùi luôn. Ừ. Nghĩa là điều này, khi mà mở lạnh em sợ nhất là mở lạnh ra lấy đồ ăn trong đó là có cái mùi anh, cũng như là bỏ nước vô uống mà có cái mùi đồ ăn hay gì bám vào, rất là ghê. Mà tủ lạnh này thì kháng luôn cái mùi đó. Rồi rất là cao, rất là nhiều. Rồi tiếp theo tên là tên máy giặt. Cũng có hình, em cái gì cũng có hình. Máy giặt này sẽ dành cho ba em. Ủa vậy là em không giặt đồ đúng không? Tại ở nhà em thì giặt đồ cho ba em. Trời ơi, bao nhiêu tuổi rồi? Ba em không, anh nói em bao nhiêu tuổi rồi bây giờ vẫn chưa giặt đồ luôn. Không, em có giặt đồ, ý là nếu mà em đi làm hay các kiểu thì vừa giặt đồ trong nhà là ba em. Ủa tại sao em đi làm vậy em không giặt đồ? Tại sao mọi người ơi? Tại sao vậy? Em có giặt đồ mà. Thì đó, hy vọng rằng là sau khi mà có cái máy giặt mà có hình của em vậy rồi vậy đó, thì cái bổn phận giặt đồ sẽ là của em nha. Vâng. Máy giặt này có cái lồng kính lồng ngang, lồng giặt ngang và đường kính lồng lên đến 525mm, hạn chế quần áo mà xoắn rối. Nếu mà mọi người giặt đồ mà quần áo nó hay kiểu bị xoắn xoắn vào nhau ấy, thì giặt máy giặt này thì khi mọi người lấy ra cũng không bị phải gỡ rối hay là bị nhăn nhão, kiểu nhăn mà nhầu. Và rất là nhiều chế độ linh hoạt, mọi người thấy hướng dẫn rất là kỹ, hẹn giờ, thời gian, nhiệt độ đây rất là kỹ luôn. Xài thường là em rất sợ cái việc mà không biết sử dụng á. À cái này có tiếng Việt đó em ạ. Em đừng ngại nha. Thường thì xài em rất là sợ với cái việc mà không biết sử dụng như thế nào. Và có gì chế độ giặt rất là linh hoạt. Thì đó. Và có cái vòng đệm kháng khuẩn nữa, giúp hạn chế nấm mốc bám trên quần áo. À là cái cao su đó đây nè. Dạ. Đó. Giúp hạn chế nấm mốc cũng như là mùi hôi lúc mà mình giặt đồ xong á. Vậy tính ra cái này nó rất là tiện luôn á, thì anh hy vọng rằng là cái việc giặt đồ sau này sẽ là của em nha Thảo. Anh sẽ giặt đồ. Cảm ơn em ạ. Đúng rồi, còn không giặt thôi đừng mặc đồ nữa nha. Kỳ quá. Tiếp theo là món quà cuối cùng mà anh quà dành cho Thảo. Đó là cây. Tủ, máy lạnh. Máy lạnh. Máy lạnh. Anh đứng gọi máy lạnh, lạnh. Máy lạnh. Đúng vậy, máy lạnh. Và thực sự thì máy lạnh này có một công nghệ rất là đặc biệt. Ủa lại đặc biệt nữa, cái gì nó cũng đặc biệt hết vậy? Cái gì cũng đặc biệt đó anh. Đó là công nghệ AlphaFest. Lúc mà thay vì mà mọi người mua máy lạnh về, thường là mỗi một ngày mỗi thời gian cách lâu mọi người phải gọi thợ vào để mà rửa cũng như là giặt rửa bên trong á. Có cái bụi khuẩn. À trên cái màn á hả? Đúng rồi, còn máy lạnh này thì nó sẽ có tự động luôn. Sẽ có 3 bước. Đầu tiên là đóng băng tất cả bụi bẩn và vi khuẩn mà bám trên màn trắng, và tăng dần nhiệt độ lên đến tan băng, và khi mà băng tan thì sẽ thành một dòng nước cuốn trôi theo qua đường ống. Và nếu mà muốn mọi người sử dụng tính năng này thì đây, cái đồng mod cũng xịn nha mọi người. Đây có nút AlphaFest. Mọi người sẽ bấm, và việc bấm và một cái lần mà lọc giặt như vậy á thì chỉ diễn qua khoảng 15 phút. Mà tùy vào nhu cầu của mỗi người, nếu mọi người sử dụng máy lạnh nhiều mọi người sẽ bấm sử dụng rửa nhiều. Nếu mọi người giống như Thảo, lâu mới về nhà hay là đi làm nhiều thì chỉ sử dụng nó lâu á thì lâu mới bấm cái nút này thôi. Thì có nghĩa là mình sẽ tiết kiệm được tiền chi phí mà cứ 2-3 tháng mình phải kêu thợ về để mà gọi là vệ sinh máy giặt, máy lạnh đấy. Rồi còn và cái này đầu tiên gì là nữa? Có cuối cùng nữa là có mắt cảm biến eco, là có khả năng nhận diện vị trí và số lượng người ở trong một cái phòng để mà tăng giảm nhiệt độ và hướng gió phù hợp. Nhưng mà ví dụ như là nếu có nhiều người thì sẽ giảm nhiệt độ xuống để cho mọi người có thể thoải mái cũng như là mát mẻ. Nếu có một người thì cũng sẽ như vậy. Và đặc biệt là sẽ điều chỉnh hướng gió. Mình ngồi đây sẽ hướng gió ở đây và mình ngồi kia sẽ hướng gió ở kia. Rất là thích điều đó. Đây. Rồi nói chung là ba bộ sản phẩm này rất là xịn sò luôn á. Đâu, kể lại cảnh toàn cho mọi người coi nha. Jesse Phan mới coi kìa. Hello Ly. Chào chị, lâu lắm không gặp chị. Không, mình cũng có nó gặp chung. Hay quá, giả trân luôn. Rồi, mọi người có mình có thêm những cái câu hỏi gì không? Mà anh thấy là
những cái sản phẩm của Ao Khoa thì họ rất là có những cái tốt, cập nhật, phải nói là liên tục luôn, từ mẫu mã cho đến chất lượng. Nhất là mùa này là mùa Covid thì là tính ra những cái tính năng như là kháng khuẩn này nọ nó rất là an toàn, đúng không? Mỗi người thì mỗi người, mỗi gia đình em à? Mỗi gia đình, mỗi không lẽ một nhà có 5 cái tủ lạnh sao em? Mỗi gia đình có một bộ như là bảo vệ sức khỏe của mình an tâm hơn. Đây à, hầu như bây giờ thật an tâm ở nhà hơn, mình mới là nhà sản phẩm không được ở nhà, không cần phải ra đường nữa. À thì ra là trước giờ Thảo ra đường là bởi vì nhà Thảo không có Ao Khoa, bây giờ có Ao Khoa là ở nhà hả? Dạ đúng vậy, một tình yêu với Ao Khoa. Ôi trời ơi. À với lại là vì thấy là cái như là anh có nói thì những cái bộ sản phẩm này thì nó rất là tốt cho cuộc sống, đúng không? Nên là nó rất là giống với lại câu slogan mà của Ao Khoa là đặt cho mình, đúng không nào? Thảo chia sẻ câu slogan đó. Ao Khoa khơi nguồn cảm hứng sống. Ồ, Ao Khoa khơi nguồn cảm hứng sống, nghe nó rất là fresh, nghe nó rất là thoải mái, nghe nó rất là tươi mới, đúng không? Nghe là thấy thích. Thì hy vọng rằng là với những cái bộ sản phẩm như là tủ lạnh nè, tủ lạnh thì chắc chắn là Thảo sẽ sử dụng rồi nè, rồi máy lạnh. Ờ, tủ lạnh là không để bánh tráng được nha em. Không, em sẽ mua kem, bánh. Ờ, máy giặt, à, máy lạnh thì chắc chắn là Thảo sẽ xài rồi nè. Và hy vọng rằng cái máy giặt này là Thảo xài, chứ không phải là của ba Thảo xài. Anh không được nói như vậy, Thảo sẽ xài. Anh sẽ qua kiểm tra. Anh xuống đi. À, phải không? Giờ mọi người thấy là mới lật mặt là nhà xa tới cỡ nào đấy. Rồi, mọi người có muốn hỏi thêm gì Thảo không? Có ai muốn hỏi thêm gì Thảo không? Toàn là hỏi là Thảo có thể chia sẻ những dự định mới. Ờ, và những dự định mới Thảo đã chia sẻ vào đầu clip rồi. Nhưng mà bây giờ cũng chia sẻ một lần nữa cho mọi người. Thì bây giờ Thảo đang nhập học lại trên trường quốc tế. Nhưng mà bây giờ thì đang thời kỳ dịch nên Thảo sẽ xin học online thôi. Và Thảo sẽ học thêm về Anh văn cũng như các kỹ năng MC, ăn nói và tập gym. À, cũng phải tập gym ở ngoài nữa rồi, chứ tập ở nhà. Và đặc biệt là Thảo đã học thêm một cái kỹ năng nữa, nhưng mà bây giờ Thảo không thể tiết lộ cho mọi người biết được. Vì sắp tới mọi người hãy đón xem cũng như là mong chờ về xuất hiện lần sau của Thảo. Nói chung là trong top 3 thì bây giờ Thảo đang là người khỏe nhất đấy. Tại vì Thảo là người mệt đầu tiên, là Thảo đi thi quốc tế đầu tiên. Thì lúc người ta ăn Tết thì Thảo phải chuẩn bị. Thì bây giờ Phương Anh, Đỗ Hà đang phải bận rộn để chuẩn bị cho những cái hành trình tiếp theo tại Miss World cũng như là Miss Inter. Thì Thảo xong rồi. Đâu, anh bận rộn nha. À, bận rộn. Cổ vũ. Thì Thảo có cái gì chia sẻ với mọi người khi mà đi Thái Lan không nè? Đi thi đó. Ừ. Đi thi thì nghĩ là có thể là mình cần tranh thủ thời gian càng nhiều càng tốt. Ừ. À, có một bạn hỏi rất là dễ thương nè. Ví dụ bây giờ em mua cái tủ lạnh như vậy thì có hình của chị Thảo không? Ok em, cho địa chỉ đi, Thảo gửi hình qua rồi dán lên. À, bạn đó nói vui với em đừng có tưởng vậy nha. Trời ơi, dễ sợ quá. Hai Lisa Bùi, Bùi Thanh Nhàn. Nay Thảo bắn interview đã quá. Đúng rồi, Thảo ra tiến bộ rất là nhiều trong cái giao tiếp của mình. Khi mà Thảo đi Thái Lan thi thì ekip cũng rất là bất ngờ trước những cái gọi là interview, cũng như là không nghĩ rằng Thảo sẽ tự tin mà đứng trước ống kính và giao lưu như thế đó, như là Thảo đã từng. Nên là mọi người cũng rất là vui và sẽ có rất là nhiều dự án trong tương lai dành cho Thảo trong suốt 2 năm đương nhiệm và về sau nữa. Nên là mong mọi người là sẽ luôn ủng hộ Thảo nha. Bây giờ Thảo gửi lời chào với mọi người đi. Trước hết thì Thảo xin gửi lời cảm ơn đến Ao Khoa đã luôn đồng hành cùng chương trình Hoa Hậu Việt Nam, cũng như là tặng cho Thảo một bộ quà combo rất là xịn sò như vậy. Và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng ủng hộ Thảo từ lúc mà Thảo đã qua đến tận bây giờ, thì đó là điều Thảo rất trân trọng và đáng quý đối với mình. Rồi em nói tiếp đi, mọi người nói em nói nhỏ. Rồi nói đi, em nói tiếp. Và em muốn gửi lời xin
gửi lời tạm biệt tất cả mọi người vì mọi người và chúc mọi người một ngày vui vẻ, và cảm ơn mọi người đã xem cái livestream này cũng như là nghe Thảo nói từ nãy đến giờ. Và anh nghe nói là Thảo đang tập trung một cái cũng rất là vui, đó là năm nay là sẽ đẩy mạnh cái kênh TikTok của Thảo đúng không nè? Mình quảng cáo luôn đi nè. Thật ra thì Thảo đang có một kênh TikTok mặc dù là nó chưa có nhiều follow lắm, nó có 7-8 nghìn thôi, và mong là trong tương lai sẽ nhiều hơn nữa. Vậy thì mình phải kêu gọi mọi người đi, mình nói lại cái tên. Thảo tên là Miss Grand Ngọc Thảo. Ừ. Mọi người gọi mình sẽ thấy là chỉ có một ít follow thôi. Ồ. Mọi người sẽ bấm follow và cũng như là theo dõi những cái TikTok mới của Thảo nha. Thì ngoài cái trend, những cái trend mà Thảo sẽ bắt gặp xu hướng ở trên TikTok, thì Thảo cũng chắc chắn là Thảo sẽ có những cái chuyên mục đúng không nào, về làm đẹp, về đủ thứ. Nên là chắc chắn là mọi người hãy cùng nhau follow ngoài Facebook. À nhất quên nữa, chúng ta phải kêu gọi follow Instagram, bởi vì đi Thái về chúng ta đã bị mất cái Instagram kia rồi, cái mới nó không được cao đúng không nào. Dạ, cái mới thì mới có 18 ngàn thôi. Instagram Thảo là Nguyễn Lê Thảo, mọi Thảo có thể link trên Facebook. Có một bạn hỏi một câu hỏi cũng rất là hay, đó là dự án cộng đồng của Thảo đến đây đến đâu rồi. Dự án cộng đồng thì trong tất cả, không chỉ riêng vì một mình Thảo hay là top 3 hậu Việt Nam, mà tất cả các thành viên của gia đình Sen Vàng luôn luôn có những cái dự án cộng đồng. Và mới đây nhất lúc đó là Thảo đang bị cách ly hả ta? Đang bị cách ly thì chị Dung cùng với các chị em hoa hậu Sen Vàng có ra mắt một cái câu lạc bộ từ thiện tên là Sứ Mát Từ Tâm đúng không? Thảo chính là một thành viên danh dự trong đó. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều chuyến đi, nhưng mà do hiện tại thì tình hình dịch bệnh nên là chúng ta sẽ thay vì đi tới tận nơi để giúp đỡ những cái hoàn cảnh đặc biệt, thì chúng ta không có thể làm những cái dự án lớn, nhưng mà chúng ta vẫn có những cái dự án chia sẻ nhỏ. Thì khi mà có những cái dự án đó thì mong mọi người sẽ ủng hộ cho Thảo cũng như là Sứ Mát Từ Tâm nha. Dạ, cảm ơn mọi người.